dành một tràng pháo tay thật là đặc biệt để chúng ta cùng tiếp tục với đội thi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Cùng cổ vũ cho đoàn lá sư rồng Tân Hiệp Đường. Chúng tôi đề nghị quý phụ huynh đặc biệt lưu tâm tới tất cả các em trong buổi tối ngày hôm nay, không cho tất cả các bé chúng ta tiến sát khu vực thi đấu của các vận động viên, sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho các vận động viên cũng như gây ảnh hưởng đến cho tất cả em. Ở khu vực phía dưới sân khấu thì chúng ta đề nghị tất cả các bé cũng như quý phụ huynh chúng ta cùng lui ra sân khấu. Đúng rồi. Ở khu vực này nữa, lùi ra phía sau trọng tài đi ạ. Đúng rồi, mời tất cả mọi người ở phía sau chúng ta lùi ra sau một xíu. Đúng rồi, không được ai chúng ta bước vào phía trong ở trong sân thi đấu nha. Rồi lùi ra sau trọng tài luôn, phía sau lùi ra một xíu ạ. Ta hãy dành một tràng pháo tay nữa thật lớn thân thiện đến với đoàn nghệ thuật Lê Sư Dùng Tân Hiệp Đường thành phố Di An. Sau đây xin mời đoàn Tân Hiệp Đường thành phố Bình Dương vào sân thi đấu. Đoàn hôm nay lá diều chuẩn bị. Cùng tắt đèn led của mình.
còn nắng nhiều chút xíu. Là 8,65.